Peugeot 3008 phiên bản Active 989 triệu đồng. Peugeot 3008 phiên bản Alu 1.089.000.000 đồng. Như vậy là hai phiên bản chênh lệch nhau đúng 100 triệu đồng. Vậy với 100 triệu đồng đó chúng ta có gì khác nhau? Những option đó có xứng đáng với số tiền bỏ thêm? Và phiên bản nào là phiên bản phù hợp với quý vị và các bạn? Vâng, tôi là Văn Rộng, chuyên viên tư vấn bán hàng xe Peugeot. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời những câu hỏi đó nào. Khi mà hai phiên bản đứng gần nhau, chúng ta cũng khó có thể phân biệt được ngay. Ngoại thất chúng ta có 5 điểm khác nhau. Đầu tiên là hệ thống đèn trước. Cả hai phiên bản đều được trang bị công nghệ LED, nhưng trên phiên bản Alu được trang bị projector thẩm mỹ hơn, còn trên phiên bản Active thì không. Hệ thống cảm biến va chạm phía trước và cảm biến góc chỉ được trang bị trên phiên bản Alu. Gương chiếu hậu hai bên được sơn đen bóng trên phiên bản Active và ốp chrome trên phiên bản Alu. Trên phiên bản Alu được tích hợp thêm hệ thống đèn chào với logo Peugeot mới. Cụm đèn hậu trên phiên bản Active vẫn như mẫu hiện hữu. Trên phiên bản Alu đã được làm lại với hiệu ứng 3D vô cùng nổi bật, nhìn như những vết cào của chú sư tử vậy. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng là trang bị chỉ có trên phiên bản Alu. Phía trong nội thất chúng ta cũng có một vài điểm khác nhau. Đầu tiên là ghế trên phiên bản Alu được bọc da hoàn toàn với các đường chỉ màu cam. Còn trên phiên bản Active được phối giữa hai chất liệu là da và vải màu xám. Ghế lái cả hai phiên bản đều được chỉnh điện đa hướng, nhưng ghế phụ chỉ có trên phiên bản Alu là được chỉnh điện, còn phiên bản Active vẫn là chỉnh bằng tay. Một vài chi tiết được bọc vải canvas trên phiên bản Alu, còn trên phiên bản Active là ốp nhựa carbon. Màn hình giải trí trên phiên bản Active chỉ là 8 inch như mẫu hiện hữu, còn trên phiên bản Alu to hơn với kích thước 10 inch sắc nét hơn. Đèn viền nội thất cũng là một chi tiết nhỏ chỉ có trên phiên bản Alu. Sự khác biệt cuối cùng nằm ở gói an toàn ADAS chỉ được trang bị thêm trên phiên bản Alu, bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống nhận diện biển báo tốc độ và bản đồ GPS, hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi. Còn lại mọi chi tiết khác tôi không nhắc đến thì đều là giống và tương đương nhau. Những option tiêu chuẩn như nào thì tôi đã làm một video giới thiệu rất là chi tiết trước đó rồi. Quý vị và các bạn có thể tìm lại video ở dưới phần mô tả. Như vậy là với 100 triệu chúng ta cũng có khá sự khác biệt từ nhỏ đến lớn. Cá nhân tôi thấy option có giá trị sử dụng nhất chính là hệ thống cảm biến va chạm phía trước và góc cùng màn hình lớn hơn và gói an toàn ADAS. Còn cửa sổ trời và các chi tiết nhỏ khác tôi thấy rất là tùy vào sở thích của mỗi người. Hai phiên bản này mọi người thường gọi phiên bản Active là bản thiếu, Alu là phiên bản đủ. Nếu là các mẫu xe phổ thông khác hay các mẫu xe hạng thấp hơn thì phiên bản thiếu thường sẽ thiếu rất là nhiều option và khác biệt cả về thiết kế. Nhưng đối với Peugeot thì mọi người có thể thấy về ngoại thất cũng đã khó có thể phân biệt được giữa hai phiên bản. Nội thất với những option đáng giá nhất và là cái chất riêng của Peugeot như vô lăng, lẫy chuyển số, ga tự động và giới hạn tốc độ, đồng hồ tablo kỹ thuật số, màn hình trung tâm đầy đủ chức năng và kết nối giải trí, các phím bấm, cần số điện tử, phanh tay điện tử, camera lùi, các chế độ lái và vân vân. Tất cả đều đã quá đủ cho một chiếc xe. Vì vậy, nếu tài chính của bạn dư giả một chút thì không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ lấy phiên bản full option là phiên bản Alu. Còn mức tài chính của bạn ở mức vừa phải hay sử dụng vào những mục đích khác cho là cần thiết hơn, mà lại mong muốn trải nghiệm một chiếc xe crossover cỡ C đến từ thương hiệu Pháp thì hãy mạnh dạn chọn cho mình phiên bản Active, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm vô cùng khác biệt. Vâng, đến đây mà quý vị các bạn vẫn còn chưa biết lựa chọn cho mình phiên bản nào thì hãy nhấc máy lên và gọi cho tôi qua số điện thoại 0981 069 838. Tôi có thể không lựa chọn thay bạn được nhưng sẽ có thể phân tích kỹ hơn cho bạn. Đừng ngại, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.